Hello và xin chào tất cả anh em đã đến kênh YouTube của mình, rất là vui gặp mọi người trong video này. Và mình đang ở mùa 4. Anh em thể comment ở dưới xem đang muốn mình làm cái video gì về mùa 4 này thì hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng làm cho em những video mà anh em đang cần xem nhất. Thì ở một số comment ấy mình đã lọc ra, đó chính là anh em gọi là rất là muốn xem mình làm video về Warwick Bluetooth. Vậy nên thì ở video này thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm đó chính là Warwick Bluetooth cho anh em cùng theo dõi nhé. Ok, thì khởi đầu mình đã có một cái đại bát liên thanh rồi, khá là ngon, khá là hấp dẫn rồi. Khởi đầu khá là ok mọi người nhé, khởi đầu khá là ok đấy, đã có theo kiểu cái đa bản thanh rồi, rất là tuyệt vời. Mình chỉ việc kiếm thêm hai cái cung gỗ thôi là chúng ta sẽ có kiểu một video rất hoàn chỉnh về Warwick đại bác liên thanh. Với một điều mình cần đó chính là kiếm thêm con Warwick nữa. Warwick là điều cần để có thể có được. Ok, để xem tiếp theo là trang bị gì đây. Nó là một bọc vàng mọi người ạ. Thì cũng ok rồi, trang bị này cũng khá là hài lòng rồi. Một cái đã bắt lên thanh khởi đầu này là rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ thu thập những vị tướng mà liên quan đến hệ thần thánh nhá. Hệ thần thánh là cái hệ của con Warwick nó đang cầm. Warwick thì gồm có 3 hệ: thần thánh, đấu sĩ và một hệ đó chính là thần thánh, đấu sĩ và hệ thợ săn nhá. Nó có 3 hệ như vậy. Từ video lần trước thì mình làm cái Warwick 3 sao thì được đón nhận của anh em khá là ok. Anh em khá là thích thú với cái video về Warwick 3 sao đấy. Vậy nên là mình sẽ cố gắng ra những sản phẩm video hay hơn để cho anh em trải nghiệm và xem nhá. Warwick Bluetooth thì nếu mà để nói thì nó cũng rất là chất lượng, bởi vì nó gây sát thương từ phía xa, nó không phải đi lại nữa, kiểu khá là hay. Nhưng vấn đề quan trọng là nó có một skill, đó chính là skill gồng. Và skill gồng này thì chỉ kích hoạt khi mà nó ấy thôi, chỉ kích hoạt khi mà nó đứng lại thôi. Có nghĩa là nó đứng lại gần nó kích hoạt được skill gồng đó. Ok, Maokai đấm liên tục. Khởi đầu thì mình cũng thế này thôi, cứ kiểu dăm ba cái trận đấu như thôi. Cũng không muốn win nhiều, thắng nhiều thì lại không có đồ ngon. Mà anh em biết rồi, anh em nào chơi biển BBE thì cũng biết được là ở bên này anh em chơi rất là gắt. Người ta chơi rất là kiểu chuẩn mực, người ta chơi cái kiểu là đang để test đội hình về quẩy rank vậy. Nên là khởi đầu thì mình mà fit máu một chút thì tí nữa thì mình sẽ khá là toang, khá là lủng luôn mọi người ạ. Mình không muốn fit máu đâu, fit máu là mình đi viện tỉnh đấy.
Cóc này, lấy con cóc này 2 sao bỏ vào thì nó khỏe quá, nên là chắc biểu lấy để cóc này ở ngoài đi, chấp một Garen Crown đi. Mình sẽ bỏ hết bọn lên dàn đầu nhá, để có thể chấp con này một round. Không, chấp con này một round, chấp để bán máu để có thể lấy trang bị nhá. Muốn làm một video về cuồng đao đại bác về kiểu đại Bluetooth thì như phải cầm cuồng đao đại bác như vậy rồi. Không có những trang bị như vậy thì không thể nào là Bluetooth được, mà nó không mạnh được, đúng không ạ? Tư máu top mấy đây? Ui, top 3 cơ. Top 3 cao quá, này hơi khó là lấy đồ đây. Top 3 là mà. 94 máu. Ok. Còn một cái cung gỗ nữa, còn một cung gỗ. Ok, khá là easy. Khi mà anh em không cần cung gỗ cho lắm thì mình sẽ đạt được cái cung gỗ này nhá. Lắp vào luôn, lắp đồ hình vào một chút để nó trông chịu nha anh em. Rồi, ok, để đây đi. Hôm nay đang chơi ca đội hình đó chính là đội hình nguyệt tộc rồi nhá. Thì khi mà ba con nguyệt tộc 2 sao ấy thì con nào nhiều đồ nhất nó sẽ lên 3 sao, và khi mà ba con nguyệt tộc đang ở mức 3 sao ấy thì con nào nhiều đất sẽ lên 4 sao rồi nhá. Đó chính là hệ nguyệt tộc mà nhiều anh em đang thắc mắc rất là nhiều, bởi vì anh em vẫn chưa có cái cơ hội để chơi bên server BBE, anh em vẫn chưa thể trải nghiệm được cái game server thôi. Thực ra là xe này cũng không khó hiểu cả đâu, một thời gian mình sẽ quen dần rồi, mình chơi cũng cảm thấy khá là quen, dần quen rồi, cũng không còn cảm giác kiểu xa lạ nữa, dần cũng sẽ quen mà thôi. Cái gì khởi đầu thì cũng sẽ khó khăn một chút mà, đúng không, sẽ khó tiếp cận một chút, dần dần sẽ cảm thấy hay thôi. Ông này đang chơi hệ chiến tướng một nhá. Chiến tướng là một hệ ấy, nó giống như kiểu siêu công nghệ của MOBA vậy. Có nghĩa là chúng ta khi mà đủ 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 từ mức đó thì sẽ được cộng máu và cộng sát thương. Đấy chính là hệ chiến tướng. Và hệ chiến tướng này chúng ta có thể kích hoạt đến 9 được cơ. 9 chiến tướng được luôn nhá mọi người. Và có một 4 định mệnh này ấy, chủ yếu cái từ định mệnh này nó có ấy, bởi vì đơn giản là định mệnh đây nó chính là một con tinh anh. Mình nghĩ như vậy. Có nghĩa là xuất hiện một con tinh anh là một cái định mệnh của game vậy. Như kiểu là một cái hệ tinh anh ấy, nó có thể xoay chuyển rất là nhiều thứ. Và nhờ đó thì sẽ có thể win được. Cho chúng ta biết được nên chơi đội hình gì là nhờ hệ tinh anh đó.
Ui, vãi chưởng chưa, lại mình thêm một cái cung gỗ nữa này. Vậy là cái này mình đã có 4 cái cung gỗ rồi. Vãi chưởng. Này mà không chơi. Nhưng mà nếu mà để làm trang bị cho Warwick thì đẹp quá nhở. Ui, là này cung gỗ nữa này. Rồi ok, lắp cho vào. Chúng ta sẽ có đồ chút đấu sĩ đi. Hai cùng hai cái bác lân thanh rồi. Tầm đánh giờ gọi là tầm đánh xuyên vào khỏi lục địa luôn, nó phải tầm đánh bình thường nữa. Ok, mình sẽ mua Ire nhá. Con Ire thuộc hệ mình đang cần, đó chính là hệ thần thánh. Diana khỏe lắm này, cầm đồ này đẹp chưa? Cầm quỷ thư cộng với cả một cái kiếm súng high tech, vừa có thể gây sát thương lên máu và có thể vừa để hồi máu nữa, khá là thông minh khi lựa chọn hai trang bị này. Ông Z tiếng Anh, Z thì Z là thuộc hệ kiểu sát thủ nhá, sát thủ đấy. Rất là kiểu nó cái cơ chế của nó thì cũng giống y như kiểu là Z của mùa 3 thôi. Ok, có lại Ire này, mình sẽ Ire vào nhá. Con Ire này thuộc hệ, đó chính là hệ thần thánh, thần thánh này với cả là hệ mê hoặc cái sao. Để xem nào, đi chợ này có một cái cung gỗ đến từ vị trí của Zana đấy kìa mọi người, có Zana cung gỗ nha, nhưng mất không, không lấy nhở. Vậy là có không ông nào lấy cả, mình đang thú với BF cơ. Rồi. Ani tinh anh này, nó không, mình đang cần những con hệ thần thánh tinh anh nhá. Ok, cho vào luôn đi. Đợi Warwick xuất hiện và mình sẽ cho Chocobo vào. Warwick ơi, mau hiện hình đi Warwick ơi. Tôi đang cần ông cực kỳ luôn đó, ông Warwick ơi. Warwick.
Ôi, Aetherius kìa, cuồng đao, cũng vừa kiếm bãi trưởng không? Combo này rất là thần thánh nhá. Combo rất là thần thánh cho con tướng này. Cực kỳ mạnh luôn. Tôi phải nói là combo thần thánh này em hiểu là sức mạnh của nó như nào đấy. Uầy, Irelia anh em ơi, ngon nhá. Con này đây, đây chính là Ire tôi gần đây. Nó là thuộc hệ thần thánh luôn, có quả Warwick luôn mọi người ạ. Vừa có Warwick vừa có Ire nữa. Khá là ngon, ok, cho Warwick đồ này luôn. Cho nó hai cái đá thần thánh, đúng không? Perfect, hoàn hảo luôn. Đây chính xác là thứ mình cần. Chính xác luôn, hoàn hảo luôn đấy. Khá là perfect. Đấy, em thấy sức mạnh của Warwick nó cào nhá. Nó sẽ cào như thế nào nữa. Anh em cứ cùng theo dõi để xem nó cào như thế nào. Có chất lượng hay không? Có đúng ý của anh em đang muốn xem hay không đây? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Ok, thì bây giờ là mình sẽ... Bây giờ ông này này, 90 máu, 90 máu đang có hệ thần rừng, hệ thần trông lắm anh em ạ. Hệ này mà anh em không có quỷ thư gì đó thì gọi là hơi bị mệt với hệ này luôn ấy. Mình sẽ làm kiểu con Warwick. Có thể tìm lấy thêm một cuồng đao đi. Cho Warwick cuồng đao luôn ha. Nó cào chất lượng được. Cố gắng Ron kiếm Warwick 3 sao. Game này thì có vẻ như kiểu ít anh em chơi Warwick mà. Ít anh em chơi Warwick nên là mình có thể kiếm Warwick 3 sao. Ui, wow, thần rừng nó trâu trên game này. Máu nó hồi này, vãi trưởng không. Ui, Warwick của ta cũng không chịu nổi rồi. Warwick của mình cũng không chịu nổi đâu mọi người ạ. Vãi cả trưởng. Quá. Thần rừng này, nó mới chỉ là 7 thần rừng cái đó. Nó mà 9 thần rừng thì tôi nói anh em hả, bất tử là nó thật. Không phải nó điêu anh em luôn, bất tử là nó thật luôn đấy. Hộ đời hình này khỏe lắm.
Zumi à? Lên cấp đi, tính sau. 61 máu, lượng máu thấp quá rồi. Anh em khỏe thế nhở? Đấu sĩ Warwick, dầu lên quả Warwick 2 sao mày đã ăn được. Bây giờ có Warwick 2 sao mày đã ăn được với ông này. Không thì kiếm thằng Lee Sin được anh em ạ. Giờ có thằng Lee Sin là ngon nha. Có Lee Sin thì mình xin nhẹ của Lee Sin Bluetooth cộng với cả là sút liên tục luôn anh em ạ. Sút liên tội luôn. Thế mới hay. Đúng rồi, Warwick. Ây da. Warwick Bluetooth anh em ạ. Ôi chất lượng nhé. Khỏe thế nhờ, thằng này khỏe vậy. Uầy, hai Neko ạ. Mẹ nhân phẩm gì này. Còn hai Neko nữa. Uầy, đồ đẹp còn hai Neko nữa. Tôi cũng chịu này rồi. Tại sao mình không phải là người có Neko. Là ông đấy nhờ. Thôi cho nhẹ Lee Sin đi. Sấp mặt lời anh em luôn. Bây giờ cái màn cái lên cấp lâu quá mọi người ạ. Trời ơi, 14 lên cấp lâu vãi cả trưởng nữa. Lên phát mệt đấy. Ồ, lại có thêm hẳn một cái cung gỗ này anh em. Nếu mà lấy cung gỗ được thì mình sẽ chơi luôn nhá. Ok, còn cung gỗ. Ok, còn cung gỗ mọi người ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ làm kiểu mình đang nghĩ là nên cung ba tia hay là ấy đây. Thôi, mình sẽ kết hợp chuyện có khổ cuồng đao luôn đi ha. Cho nó cuồng đao luôn. Cào thấy mẹ luôn á. Cào thấy mặt không thấy mặt trời luôn. Đúng chất Warwick bốn tút. Warwick 2 sao lên đỉnh. Rồi, tặng ban phát cho mày một cái cuồng đao để mày đi hành hạ thiên hạ nhá anh em. Warwick, cố gắng lên ông. Tôi tin tưởng ông lắm đấy, tin tưởng ông rất là nhiều đấy mà ông không thể hiện được nên tôi chịu rồi. Mình đang thiếu một cái ấy nữa, mình đang thiếu một cái đấu sĩ nữa. Đấu sĩ này nó có set thì ngon, có set thì gọi là thể hiện hơi bị nhiều luôn ạ. Giờ anh em xây cái sức mạnh bá đạo của con Warwick này. Warwick này bây giờ gọi là bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Em cần xem sức mạnh của nó thể hiện nhá. Bá đạo trên từng hạt gạo là có thật. Rồi, ôi chết rồi, thằng cha này cầm hai con Warwick 2 sao à. Eagle chuẩn này. Mình phải giết ông này, giết này thật là sớm đi. Giết nó. Warwick. Yeah. Ui, nhìn kiểu Warwick bắn laser vào mặt team địch ý mọi người ạ. Vãi trưởng không? Ấy. Chất lượng không ạ? Ấy, tôi bảo là anh em rồi, cái Warwick của tôi thì mát chất lượng, xem là nghiện mà. Xem là nghiện anh em ạ. Kiếm thêm hệ đấu sĩ nữa ha. Đấu sĩ này, hệ thợ săn, con Warwick thuộc hệ thợ săn mà. Cho nó 4 thợ săn đi. Mình sẽ bui Warwick gọi là 4 thợ săn luôn thì nó sẽ thể hiện nhiều hơn, mạnh hơn. Hệ thợ săn Kindred này, đó là một cái hệ thợ săn. Bán đi. Đây, tí cho vào nhá. Giờ chưa có vào đâu, từ, tí nữa cho vào sau. Chủ yếu là ông top 1 thôi, top 1 rừng này. Mình mừng rừng là ông top 1 này mình có Warwick 3 sao thôi là giải quyết hết nhá. Chỉ có Warwick 3 sao thôi là ông rừng này mình cần tất. Cần tất cả mọi thứ luôn. Ai đây? Ai? Nhiều anh em chơi hệ này quá nhở. Hệ nguyệt tộc quá nhở. Warwick. Đúng rồi, cuồng nộ lên. Cuồng nộ lên, gồng lên, đấm. 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 Đúng rồi. 5 chấn tốt đánh. À, cái nhiều ấy quá anh em ạ. Thằng này nó bút ra nhiều con đệ quá. Mình phải có một cái gì đó để giết thằng này cơ. Mình phải có một cái gì cho choáng gì đó cơ. Má bây giờ hơi khiến mình khó chịu đấy. Mày người ta khó chịu hơi lâu ấy. Nói chung là game này phải tầm 2 ông lên còn đến 3 sao rồi. Vãi trưởng không? Thợ săn này. Hệ thợ săn. Ô trời 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 má, mình nháo mẹ đá rồi. Đi lên cấp vào rau ăn. Ăn này thì chết rồi, họ là lủng rồi. Kinneret. Lắc 2 sao, rắc. Nâng cấp được hình nữa.
Di lần à? Di lần là bao nhiêu vậy? Một cái BF nữa. Hai BF nữa. Ôi, đồ này cho Ira được rồi mọi người. Ôi, có sâu Jin này. Az này. Cho Kinoret vào là xem có thêm hệ này. Đấu sĩ, nhưng mà nếu mà cho một đấu sĩ vào thì ổn hơn. Kiếm thêm một đấu sĩ cho vào thì nó sẽ khỏe hơn. Kinoret 2 sao à? Warwick này. Khan này, Lux này. Upshot, Maokai, nếu mà cho đấu sĩ vào thì sẽ có 4 đấu sĩ. Chúng ta sẽ có một cái hàng thủ châu hơn. Châu hơn rất nhiều. Đồ này sẽ cho Ire đi. Giảm đam tao, mày thích giảm đam tao hả? Hả? Sao? Sao? Bác sĩ có thể bảo thế nào? Bác sĩ bảo sao? Mày trâu thế nhở? Trâu với tao à? Sorry, đéo phải hôm nay nhá. Sorry mày. Ui, khỏe thế nhở? Khỏe thế nhở? Xin nhẹ cái mạng nha. Lulu này, ok lấy nhá. Mình đang khá là yếu nên phải lấy những con này đấu sĩ để có thể trụ trâu thôi. Trụ trâu một thời... À, chị bị thừa thằng này à? Không để ý nữa, không để ý thừa thằng này anh em ạ. Lắc 2 sao này, V này. Nunu này, AC này. Thằng nào thấy kiểu cảm giác cứ sao sao thì ra thừa. Ôi chết rồi. Con ngu công là hệ này à? Ôi chết rồi anh em. Ha, ảo mẹ, ảo rồi anh em ơi, bị ảo rồi. Mình bị ảo rồi. Má. Bị ảo rồi anh em ơi. Vãi chưa. Trời. Má nó dư chịu luôn ạ. À. Bây giờ tìm sao tìm lại ở đây. Tao xin lỗi. Liona trở lại đi, tao xin lỗi mày mà, ngu công ơi. Má giờ phải đi tìm lại ngu công ạ. Má cả trưởng, má một pha chơi ngu thần thánh rồi. Má ăn cám rồi. Má đủ ăn cám rồi mọi người ạ. Má ăn cám gà rồi. Vãi trưởng. Má bán mất con ngu công đi kìa. Má, tôi không hiểu tôi đang làm cái trò gì nữa rồi. Làm trò gì nữa đây này. Vãi cả trưởng thật ý. Starbucks ai chết rồi. Má thằng cha này. Quên mất. Thằng này phải để con Quaric ở bên kia thì ngon hơn. Má để thằng này bắn đau quá. Có rắc được anh ơi. Rắc nữa. À ok. Lắc choáng. Hay quá. Sao vẫn ổn nữa. Vẫn ổn. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Đi luôn bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhớ. Rồi thôi rồi kiếm thằng Lee Sin bỏ bạn cũng được. Coi như kiểu game nó muốn mình thắng đi nhỉ, cho thằng Lee Sin đi. Có Lee Sin không? Có giáp gai này. Có luôn này. Không có Lee Sin anh mà. Nếu mà có set thì mình sẽ xoay bài sang 5 đấu sĩ anh em ạ, 5 đấu sĩ luôn, khỏi cần hệ này nhá. Nếu mà trường hợp có set, còn không có set thì chịu thôi, mình sẽ lấy trang bị này đi. Trang bị này sẽ giúp cho cái đội hình của mình có một chút lượng máu hồi lại và có thể quẩy được. Bán 11 mày. Đâu rồi? Ngu công của tôi đâu? Ai trời ơi. Ông thần. Tao xin lỗi vì đã bán mày. Tao không biết. Lý do tao không biết thôi chứ tao không muốn bán mày đâu. Xin lỗi. Vãi trưởng. Ê anh em một thằng này này. Người từng này. Này mới mệt rồi này. À nhìn con Hecarim đến nản chưa. Hecarim này thì nó chó chạy.
Ây da. Trâu đấy Hecarim ơi, mày trâu đấy. Mày trâu đấy anh em ạ. À. Ui trời ơi, Warwick ơi là Warwick, tôi yêu quá. Yêu ghê ạ. À. Thực sự luôn, tôi bắt đầu yêu Warwick ở đây anh em ạ. À. Bắt đầu cảm thấy yêu nó rồi. Bây giờ mà lên 3 sao nó còn yêu hơn. Đây, chỉ có phải giết thằng này đã. Thằng này nó gây ảnh hưởng mình quá nhiều này. Nó đã cầm tận 3 con Warwick rồi. Nên mình phải giết tiêu diệt thằng này đã. Ui, Nami 3 sao à. Căn góc nào. Đi Bolo à, Bolo có ông nào chơi. Ây, má này cầm 3 Warwick anh em ạ. Thế thì mình hên là ông top 1 nhá. Hên là ông top 1, ông không chơi Warwick đấy. Ông top 1 chơi Warwick luôn thì tôi chịu luôn. Để đây đi. Jilin 2 sao, ngũ phù thủy. Choáng. Úi xổ ôi, anh nhìn cái kim đâm không ạ? Ba kìa. Ba con khắm này, ba nó hồi sinh anh em này, hồi sinh hai thằng này. Đáng quá anh em ơi, hôm nay mình không lo anh em rồi, cầm nhiều Lulu quá, cầm nhiều con Warwick quá, mình không để úp lên 3 sao được. Má nhiều thằng chơi con ấy quá, chơi con Ophelios quá. Con Ophelios này nó sát thương của nó kiểu anh em nhìn Pharaoh rồi nhá. Nó gây tận 8k sát thương, 8600 sát thương, mạnh nhất team địch luôn. Nó set. Ui, có Lee Sin anh em. Ông này mình khả năng mình sẽ gặp ông này, round này mình gặp ông này đây. Ông này có Lee Sin này, cũng cầm Warwick, cầm 4 con Warwick luôn, giống mình. Chết rồi, gặp sát thủ rồi. Không sao, kệ cũng được. Nó sẽ boost năng lượng cho con Warwick của mình. Wow, mày tòa chơi tao hả? Mày chưa có tuổi. Mày chưa có tuổi đâu. Trời. Chà. Vãi trưởng không? Má, những Warwick cào kìa, đúng hấp dẫn. Nhưng quan trọng là game này thì để xem nào. Vương Nghi và Chuẩn vẫn sống à. Khó quá. Bobo gần chết này. À, ngon anh ơi. À đây này, thằng Bobo này. Mình muốn thằng Bobo này chết đi này. Bởi vì thằng Bobo nó khiến cho mình có con, mình chỉ bị sợ này thôi. Bởi vì mình không có sát thủ để bắt con này ấy. Cái ông này thì chắc chỉ thua ông sát thủ thôi, ông sát thủ hoặc là chơi ông cây này. Đấy. Ông sát thủ cũng chết rồi thì không biết ai có clear ông này không. Mình khả năng bây giờ mình sẽ gặp ông này, ông Vega, ông hệ rừng này, bảy rừng này. À, để qua để chơi tôi à? Hả? Cầm lặng tôi à? Đâu có dễ. Khỏe lắm em, hệ rừng này khỏe lắm. Càng lâu càng trâu em ạ. Trụ càng lâu sẽ càng trâu nhá. Lee Sin sút đi, sút ra ngoài. Ai à, hên phải cả trưởng. Đúng rồi. Ok, còn việc lại còn lại chỉ cứ để Warwick lo nha. Warwick lo hết. Đi, mày khỏe vậy. Rồi, Bobo cũng đi luôn rồi. Set đẹp trai. Set đẹp trai cho ông vào luôn. Map này vẫn không có Warwick. Giết ông này thì mình sẽ kiếm được Warwick 3 sao.
Không vãi cả trường. Má Lee Sin này, Lee Sin 2 này. Vãi không? Đù, lại gặp lại luôn. Có chúng có vẻ có mối thù với nhau khá là gắt đó. Tiếp tục nào, cố gắng lên. Warwick ơi, tôi tin tưởng ông, đồng đội tin tưởng ông mà. Rồi, ok. Trận này có vẻ hay hơn lần trước. Băm. Có bùa xanh rồi, bùa xanh, lấy bùa xanh này thì cho con Lee Sin là nó sút luôn nhá. Mất bùa xanh rồi. Có sát thủ này. Thôi, lấy cái này đi. Khi gỡ chuẩn lấy sát thủ à? Ron một chút nào anh em ơi. À, ông này còn có đích của mình thì mình có đích 3 rồi đó. Vãi trưởng không? Qua đích để bắt con đích của tao đi. Bắt đi. Bắt dùm tao cái. Đi vệ sinh luôn đi bạn ơi. 28 máu. Cố gắng phải cho ông này đi sớm nhất có thể mọi người ạ, thì mới có thể lên Warwick 3 sao được. Set Lee Sin. Nếu mà cho này đồ của Ire nhiều quá này. Nhưng mà con Ire này quan trọng mọi người ạ. Ire này nó có quan trọng ấy, nó có skill khống chế rất là mạnh luôn á. Skill khống chế của nó khá là nhiều. Bây giờ khả năng mình sẽ gặp lại ông Fly có luck này. Thì lúc nãy anh em đấy rồi, để Lee Sin lên đầu là một cái trường hợp không khả thi nhá. Bởi vì sao? Để Lee Sin lên đầu thì nó bị sát thương gây vào rất là nhiều luôn. Nên mình sẽ để giờ xuống dưới, rút kinh nghiệm, để xuống dưới đi. Má, mày kéo tao làm cái gì vậy, thằng này? À, còn Ezreal nó rờ rồi, ngăn hồi máu, còn cả giáp gai nữa. Vãi trưởng không? Trâu quá anh em ạ, đội hình 9 đường này quá trâu. Ui. Mình thắng ông kia, mình thắng ông ấy ở chuẩn. Ông ấy chuẩn lại giết ông này. À, cho tôi 2 Neko đi. Ông này cầm 4 con, mình đang cầm tận 6 con là 10 con. Còn 2 con nữa, tầm còn 2 con nữa. Đây phải có một cái Neko. Neko. Oh shit, không có Neko rồi. Một cái gậy lốc. Set này, lên set 2 sao đi. Ok, hèn quá, set 2 sao luôn. Ui, SDU2 à? Căng quá.
Kèo này hơi chua mọi người ạ. Ok, có vẻ kết thúc game ở đây rồi. Rừng quá mạnh, mình chịu thôi. Và anh em xem video ủng hộ đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người.